kinh số 96, kinh Esukari, Esukari Sutta. 436. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi bà La Môn Esukari đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn Esukari Bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, các bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự. Chủ trương phụng sự cho bà La Môn, chủ trương phụng sự cho sát đế lị, Khatija chủ trương phụng sự cho phệ xá, Vesa, người buôn bán, chủ trương phụng sự cho thủ đà, Suda, lao công. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các bà La Môn chủ trương phụng sự cho bà La Môn như sau. Bà La Môn phụng sự cho bà La Môn, hay Khatiza phụng sự cho bà La Môn, hay Vesa phụng sự cho bà La Môn, hay Suda phụng sự cho bà La Môn. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các bà La Môn chủ trương phụng sự cho bà La Môn. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khatiza như sau. Khatiza phụng sự cho Khatiza, hay Vesa phụng sự cho Khatiza, hay Suda phụng sự cho Khatiza. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương phụng sự cho Khatiza. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương phụng sự cho Vesa như sau. Vesa phụng sự cho Vesa hay Suda phụng sự cho Vesa. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương phụng sự cho Vesa. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương phụng sự cho suda như sau suda phụng sự cho suda vì rằng không còn ai khác có thể phụng sự cho suda như vậy thưa tôn giả cô ta ma các bà la môn chủ trương phụng sự cho suda thưa tôn giả Gotama ta ma các bà la môn chủ trương bốn loại phụng sự này ở đây tôn giả cô ta ma có nói gì về vấn đề này 437 Nhưng này bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đời đồng ý với các bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại phụng sự này? Không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Này bà La Môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người đó không muốn, vẫn bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, dầu không được các sa môn, Bà La Môn ấy chấp nhận, các Bà La Môn vẫn chủ trương bốn loại phụng sự này. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả cần phải phụng sự, nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói rằng tất cả không cần phải phụng sự. Vì rằng, này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành xấu hơn không trở thành tốt hơn ta không nói rằng người đó cần phải phụng sự nhưng này bà la môn nếu có ai trong khi phụng sự trở thành tốt hơn không trở thành xấu hơn ta nói rằng người đó cần phải phụng sự và này bà la môn nếu có người hỏi vị khati ra như sau người phụng sự cho ông Do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn. Và như vậy, ở đây ông cần phải được phụng sự bởi người nào? Vị Khatiza này Bà La Môn, nếu trả lời chân tránh, cần phải đáp như sau: Người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Và này bà La Môn, nếu có người hỏi bà La Môn, vân vân, như trên, vân vân. Và này bà La Môn, nếu có người hỏi Vê Sa, vân vân như trên, vân vân. Và này bà La Môn, nếu có người hỏi Suda như sau. Người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn. Hay người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn. Và như vậy, ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Người Suda, này bà La Môn, nếu trả lời chân tránh, cần phải đáp như sau: Người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì nhan sắc thù thắng. Này bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì nhan sắc thù thắng. Này bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì tài sản thù thắng. Này bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì tài sản thù thắng. 438 ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phủ phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có tránh kiến. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì sanh trong gia đình cao quý. 439 Ở đây này bà La Môn Có người với nhan sắc thù thắng Vân vân Như trên Vân vân Ở đây này bà La Môn Có người với tài sản thù thắng Sát xanh Lấy của không cho Vân vân Như trên Vân vân Có tà kiến Do vậy ta không nói trở thành tốt hơn Vì có tài sản thù thắng ở đây này bà La Môn có người với tài sản thù thắng từ bỏ sát sanh vân vân như trên vân vân có tránh kiến do vậy ta không nói trở thành xấu hơn vì có tài sản thù thắng này bà la môn ta không nói tất cả cần phải phụng sự nhưng này bà la môn ta cũng không nói tất cả không cần phải phụng sự này bà la môn Người nào phụng sự, do nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, ta nói người ấy cần phải phụng sự. 440. Khi nghe nói vậy, Bà La môn Esukari bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương bốn loại tài sản. Chủ trương tài sản của người bà la môn, chủ trương tài sản của người khatiza, chủ trương tài sản của người vesa, chủ trương tài sản của người suda. Ở đây thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương tài sản của bà la môn là khất thực. Nhưng khi người bà la môn khinh thường tài sản khất thực, người ấy không làm bổn phận của mình, và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các bà La Môn chủ trương tài sản của bà La Môn. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các bà La Môn chủ trương tài sản của Khatiza là cung và tên. Nhưng khi người Khatiza khinh thường tài sản cung và tên, người ấy không làm bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các bà La môn chủ trương tài sản của Khatija. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các bà La môn chủ trương tài sản của Khatija là cung và tên. Nhưng khi người Khatija khinh thường tài sản cung và tên, người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương tài sản của Khatiza. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương tài sản của Vesa là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Vesa khinh thường tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các bà la môn chủ trương tài sản của Vesa ở đây thưa tôn giả gotama các bà la môn chủ trương tài sản của suda là lưỡi liềm và đòn gánh asita zabagi nhưng khi người suda khinh thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh người ấy không làm tròn bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho như vậy thưa tôn giả gotama các bà la môn chủ trương tài sản của suda các bà la môn Thưa Tôn giả Gotama, chủ trương bốn loại tài sản này, ở đây Tôn giả Gotama nói gì về vấn đề này? 441 Này Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đây đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại tài sản này? Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu khốn khổ dầu cho người đó không muốn vẫn bị bắt nuốt miếng thịt này người kia ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền cũng vậy này bà la môn dầu không được các sa môn bà la môn ấy chấp nhận các bà la môn vẫn chủ trương bốn loại tài sản này này bà la môn ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng trong khi nhớ đến gia hệ thủa xưa của mình về phía cha và mẹ chỗ nào một tự thể sinh ra thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Khatiza, thời được chấp nhận là Khatiza. nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình bà La môn thời được chấp nhận là bà La môn nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Vesa thời được chấp nhận là Vesa. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Suda, thời được chấp nhận là Suda. Này bà La Môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận theo duyên ấy. Nếu do duyên củi, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa củi. Nếu do duyên dăm bào, một ngọn lửa được đốt lên. Thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa dăm bào. Nếu do duyên cỏ, một ngọn lửa được đốt lên. Thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa cỏ. Nếu do duyên phân bò, một ngọn lửa được đốt lên. Thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa phân bò. Cũng vậy, này bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng trong khi nhớ đến gia hệ thủa xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sinh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Khatija, thời được chấp nhận là Khatija. nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Môn vân vân, trong một gia đình Sa, vân vân, trong một gia đình Suda, thời được chấp nhận là Suda. Nhưng này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm không có sân tâm, có tránh kiến, người ấy thành tựu tránh đạo, thiện pháp. Này bà La Môn, nếu một người từ một gia đình bà La Môn, vân vân, từ một gia đình phê xa, vân vân, từ một gia đình su đa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật được như lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, vân vân có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 442 Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Trong lập trường này, chỉ có người Bà La Môn mới có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người ra không thể được, người Vesa không thể được, người Suda không thể được. Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama người Khatiza, thưa tôn giả Gotama, cũng có thể trong lập trường này tu tập từ tâm không hận, không sân. Người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Vesa cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Suda cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, thưa tôn giả Gotama, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm không hận, không sân. Cũng vậy, này bà La Môn, nếu một người từ gia đình Khatiza xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh, vân vân, như trên, vân vân, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 443 này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Bà La Môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Khatiza không thể được, người Vesa không thể được, người Suda không thể được. Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama, người Khatiza, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi người bà la môn cũng vậy thưa tôn giả gotama người vesa cũng vậy thưa tôn giả gotama người suda cũng vậy thưa tôn giả gotama tất cả bốn giai cấp thưa tôn giả gotama đều có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi cũng vậy này bà la môn nếu từ một gia đình Khatiza, có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người này nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh, vân vân Có tránh kiến, người ấy được xem là thành tựu tránh đạo, thiện pháp. Này bà La Môn, nếu một người từ gia đình bà La Môn, vân vân Này bà La Môn, nếu một người từ gia đình Vesa, vân vân này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Suda, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh, vân vân, có tránh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 444 Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có vị vua Khatiza đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói Quý vị hãy đến đây. Quý vị nào thuộc gia đình Khatiza, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa bằng cây ca hai cây Sala, hai cây Salala, hai cây Chiên Đàn, hai cây Sen, quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra còn những người thuộc gia đình chiên đà la hạ tiện thuộc gia đình săn bắn thuộc gia đình làm đồ tre thuộc gia đình làm xe cộ thuộc gia đình đổ phân hãy đến đây đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn hay máng heo ăn hay máng giặt đồ hay củi khô từ cây y lan và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Khatija, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sa ca, hay cây sala, hay cây salala, -la, hay cây Chiên đàn, hay cây sen? chỉ có lửa ấy mới có ngọn mới có màu sắc mới có ánh sáng và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện thuộc gia đình săn bắn thuộc gia đình làm đồ tre thuộc gia đình làm xe cộ thuộc gia đình đổ phân sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan. Lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama. Ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa tôn giả Gotama từ người thuộc gia đình Khatija, thuộc gia đình Bà La Môn, xanh từ hoàng tộc. Sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng cây sa ca, hay cây sa la, hay cây Salala la hay cây chiên đàn, hay cây sen. Ngọn lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng. Ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện thuộc gia đình săn bắn thuộc gia đình làm đồ tre thuộc gia đình làm xe cộ thuộc gia đình đổ phân sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn hay máng heo ăn hay máng giặt đồ hay củi khô từ cây y lan lửa ấy cũng có ngọn cũng có màu sắc cũng có ánh sáng và ngọn lửa ấy cũng có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Cũng vậy, này bà La Môn, nếu có người từ gia đình Khatiza xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, Nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, vân vân, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu tránh đạo thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà La Môn, vân vân, nếu có người từ gia đình Vê Sa, vân vân, nếu có người từ gia đình Suda, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, Người ấy từ bỏ sát sanh, vân vân, có tránh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Esukari bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng." đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và nay, con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng.